Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra, cục bảo vệ an ninh quân đội, bộ quốc phòng hai đối tượng đột nhập kho vũ khí quân đội, trộm hơn 8.600 viên đạn sau hơn 30 năm trốn truy nã. Đó là Triệu Đức Vạn, 59 tuổi, chú tại xã Minh Sơn và Lâm Văn Ban, Ban, 48 tuổi, chú tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng. Theo hồ sơ vụ án, ngày 12 tháng 7 năm 1992, Vạn và Ban cùng hai đối tượng khác đã đột nhập vào kho vũ khí thuộc cục vũ khí bộ quốc phòng nay là cục quân khí bộ quốc phòng lấy trộm hơn tám sáu trăm viên đạn các loại rồi bẻ đầu đạn lấy vỏ đồng để bán ngay sau đó lực lượng quân đội đã nhanh chóng điều tra làm rõ khởi tố 4 đối tượng trên về hành vi chiếm đoạt vũ khí quân dụng hai đồng bọn đã bị truy tố xét xử theo quy định còn vạn và ban đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị phòng an ninh một cục an ninh quân đội bộ quốc phòng ra quyết định truy nã ngày 13 tháng 2, đội cảnh sát hình sự công an huyện hữu lũng đã bắt giữ vạn và ban khi các đối tượng đang lẩn trốn tại quê nhà